các cụ được quà sướng quá. Không, bây giờ đang ăn thì cứ lấy đi, đang bảo là cái đoạn cái ghi là tổ đang tổ cơm lấy hai chút. Đúng rồi. Bây giờ nói tôi thích là bây giờ ông về đi. Uống rượu béo nó vừa cũng ngồi nhưng mà chém gió là béo đi. Đây các bạn cái loa là tổ sơn thì cứ lấy là ghi là tổ sơn gì này. Cứ lấy tổ sơn. Thế nó kia cộng đấy, tí có bao nhiêu cứ lấy. Đúng rồi. Vừa nhiêu đấy. Ờ, cái cơ chứ còn mà bạn. Rồi. Em ơi. Thế đây tôi. Rồi em ghi cho anh 3 suất. Hả? Không ngại đi bà đấy. Bố nhận quà chưa? Đang đợi. Đây rồi, họ đang ấy để bán. Ông đâu rồi? Ông ngồi kia. Đang chào ông. Đã? Con không ăn cái gì à? À không thôi. Ăn gì? Con đi. Lại đâu vui thật đấy. Này đông nhất từ trước rồi. Em ở nhà em xem hết rồi. Anh Long không tiền. Qua trực tiếp rồi. Em xem hết rồi. Anh Long, anh Long. Chỉ coi như cứ từ từ. Hả? Em lĩnh cho cái quy cái. Ờ, quy. Nhưng mà tổ lao. Lúc nào anh chuyển em cái ảnh của em vào nhá. Ở trong cái phông đấy. Đây đang nhận cái quà đứng. Tôi nhận quà thôi à? Vâng. Dạ. Lại hôm nào bố trí các con hình dung chơi. Dạ vâng rồi, vâng rồi. Anh ông làm bác lấy quà rồi chứ. Ừ, nhưng mà thế này, bất kể lúc nào nắng lên lúc nào, không chủ động ngủ mấy em qua nhảy nó. Vâng. Được rồi, coi như là yên tâm. Cứ đúng tinh thần như thế, vẫn như gì là như thế. Coi như là hôm nay là coi như là không có Tuấn vậy thì bố cũng được. Thì coi như là chỉ cũng bảo Tuấn cho được. Nên hôm nay thì có ba mặt một người. Tuấn cứ lo việc. Vâng, ạ. Vâng, được rồi, coi như là sẽ có ngày. Việc về là do Tuấn. Vâng ạ. Thế là con nhận nhiệm vụ ạ. Tuấn là lúc nào nó cũng sẵn sàng. Không, được rồi. Ngồi đây tí đã. Ngồi đây tôi về. Cho ông về cho ông nghỉ bởi vì là các ông là... Ông ơi. Ông đi gì? Ông đi lúc sáng thì đi bộ đồ, à đi taxi nhưng mà bây giờ là ra đây con đường này. Ở trong nhưng mà phải cho một tí đó. Vâng. À. Bố ngồi đi cho đỡ mỏi. Phát quà. Vâng. Này đông nhỉ bố nhờ. Bố mệt lắm không? Ông lấy quà chưa? Bố mệt lắm không? Nghe mẹ về nghỉ đâu. Con chưa ông về nghỉ. Vâng ạ. Ông ơi, ông về nhá. Con chào ông ạ. Con chào ông. Hôm nay vất vả quá. Con bố Thanh nhỉ? Này là con bố Thanh hay sao nhỉ? Vâng, con bố Thanh nhỉ? Ông xóm cũ nhà bà. Thế ạ, vâng ạ. Con chào bà nhá. Em đưa ông về nhá. Mấy
này hết ý. Quên rồi, ai một tiếng là không không à, đấy. Đấy là hai già quen nhớ quen mặt đấy à, không tôi nhiều người không quen à, cái cụ nào đó đấy quá không à, cái cụ đó là sao à, cái cụ đó là như thế nào mấy rồi mấy rồi các cụ nhận quà phấn khởi quá, gần 200 cụ hưu trí ở ngành xây dựng.